cũng thấy bên vườn của anh Tỷ không có gì, cũng phá mấy cây phôi ra trồng ha. Anh phá tỷ lệ là đất là anh phá cũng sạch hết luôn không có gì, anh phá là 100% luôn. Ủa này mình ngâm cái thuốc gì à, anh Tỷ? Kích rễ. Này kích rễ là mình xài sử dụng gì anh? Không nói được. À không nói được không có gì. Nói chung là cũng thông cảm ha, không có gì cũng hiểu rồi. Thì mỗi vườn nó có cái cách làm khác nhau quý vị, nó có cái công thức khác nhau ha, nên quý vị cũng hiểu ha, thông cảm vấn đề ha. Thì nói chung là ngâm kích rễ quý vị biết ha, thì có chỗ năm có chỗ thì này ngâm nà ba mà hoặc atonit hoặc với đi domingon, còn bên vườn anh Tỷ thì ảnh xài công thức khác. Có gì với ngâm nước không ạ? À? Có người thấy nước không? Thì thấy nước nhưng mà cũng phải có thuốc chứ anh. Không, không có thuốc. Ngâm cho nó rửa cái rễ sạch sẽ. Cái này mà phá ra bộ đế hết hồn rễ lòng. Cái này lên là mạnh, cái này mà bộ rễ lòng hết hồn thiệt. Kinh kinh gì anh? À, kinh Tứ Quý Miệt Vườn anh. Bộ đế nhìn thấy phá rễ đặc hết luôn. Thì mấy cái này nói chung là anh cũng phá bầu anh trồng ha. Của gì là muốn mua cũng liên hệ với anh. Anh có mua là anh bán quý vị. Cái nào mà có lên chi tiết mà anh đều bán hết. Cái nào cũng bán nhưng hết. Nhưng mà không có báo giá thôi quý vị. Tại số lượng cũng quá nhiều với thông số không có đo ha. Thì mình cũng do chia sẻ video trước rồi. Sẵn mình quay cái cảnh phá bầu trồng phô cho quý vị xem tham khảo. Bầu cũng được 4 cây rồi, mấy anh em cũng đang phá nữa quý vị. Này nói chung là ngâm thuốc mà không biết cái hiệu gì thôi. Cây này bộ rễ thấy lông nó đen nhiều. Tầng dưới nó rễ nó đen nhiều. À, không sao. Đây giống như cái vườn của anh là anh cũng mướn hai người thợ vô nhôm, rồi những anh chị cũng mướn lao công quét dọn dẹp vệ sinh là tưới rồi không có gì. Con cái này ảnh che cái lưới lan cũng cũng tạm đỡ không có gì cho mát ha. Nay anh có che lưới lan chứ bởi vì cũng có nhiều anh em lên mua bán mà không quay đo thông số thì không báo giá, biết mất công người la gọi mất thời gian. Thì mình nói mình cũng mong quý vị thông cảm vấn đề đó ha. Quý vị cảm thấy thiện chí thì được thì mua ủng hộ anh, còn không được thì cũng không biết nói sao giờ. Coi như là chưa tới duyên đi. Chứ anh chỉ bán tại vườn, hoặc quý vị nào muốn mua cây Tứ Quý đó hoành bao nhiêu, giá tầm bao nhiêu, ghép giống gì thì có thể liên hệ với ảnh rồi kết nối Zalo ảnh, rồi anh sẽ chụp gửi cho quý vị ha, rồi anh báo giá ha. Nói chung là tầm mấy triệu, mười mấy triệu, nói chung thì quý vị nhìn thấy là biết rồi chứ mình cũng không nói nhiều nữa. Rồi giờ mình quay cho quý vị xem hết tổng thể là cái vườn anh ha quý vị. Nay là ra cơi rau luôn. Cái này trước là mình cũng có đăng lên, lúc mà mình đăng lên còn cái phôi nữa quý vị. Anh mới ghép siêu bông bình lợi nè. Anh mới ghép
Mới ghép này mình nghĩ chắc cũng được mấy tháng à. Cây này cũ giống như tế banh quý vị. Cây này trước mình cũng có lên phôi và giới quý vị xem tham khảo ha. Cây bên đây là cây mai vàng. Cũng ghép siêu bông mình lại luôn. Bộ đế đây quý vị thấy hết hồn ha. Thì cái vườn của anh nói chung chăm sóc cũng tương đối thôi quý vị. Tại anh không trực tiếp, chỉ thợ thầy không à, anh chỉ là chạy vòng ngoài không có gì. Đây mấy cái hàng mini bonsai nè. Đó, mấy cái này nè, giá tầm mấy triệu nè, quý vị muốn mua cứ liên hệ với ảnh ha. Nó chứ nhiều như vậy quá. Rất là nhiều. Nên cái mai vàng là bồ đế à. Mà vàng bộ đế, gì thấy à? Biết bộ đế. Này anh cũng ghép xuống mình lại luôn. Nó thầy chứ nội mình đi cái khu này thôi, mình cũng muốn mỏi chân nữa. Nhưng mà cố gắng đi cho hết quý vị nào mà xem rồi biết rồi thôi, quý vị nào chưa xem thì cứ có thể là xem lại ha. Vô lưới lan cho nó mát chút xíu. Đó. Khá là nhiều quý vị ơi. Na dải này trống. Đó, cái dải này là dải phôi quý vị, chưa có ghép kịp nè. Quý vị thấy hai bên nè, dài bọc vào bản luôn. Còn bên đây là những thành cái hàng là thành phẩm là ghép rồi không quý vị. Vô khuôn đây quý vị, khuôn đây thì xa xa đó cũng là hàng cái hàng phôi luôn, hàng phôi chưa ghép kịp hết luôn. Thì ở đây anh vẫn có bán phôi quý vị, nhưng mà mình nói hình thức của anh bán là quý vị muốn mua là trực tiếp tại vườn đi nó dễ không quý vị ơi. Cái này hàng phôi là anh bán, anh cũng ghép, anh cũng nhận ghép luôn. Cái hàng phôi của anh còn rất là nhiều quý vị. Thì quý vị nào muốn mua lấy lại cái số lượng á, anh vẫn bán hết luôn ha quý vị. Cái hàng phôi này nè, quý vị nào muốn mua cái số lượng á, ví dụ 5-10 gốc hay nói chung là mua cái số lượng thì anh cũng để cái giá sỉ rất là nhiều. Đây cái hàng phôi ảnh nè, quý vị nào muốn muốn mua thì ảnh chia lại cho quý vị rất là nhiều ha, đa dạng luôn. Bởi vậy số quý vị kêu mình quay mà không đo chi tiết, không báo giá sao mà mua rồi ai mua, mình cũng mong quý vị thông cảm vấn đề đó ha. Chứ cái này mà thiệt, chứ mà đứng mà đo từng cây rồi ví dụ với lâu lâu mình cũng lên thôi, chứ không phải là mình lên hoài. Đây đa số là hàng phôi. Mấy này quý vị mua lại vừa mua là coi như là về là quý vị ghép thôi, tại mấy cái này nó thần chậu đó, tại vì ảnh mua phôi về là anh trồng lên là anh ghép, nhưng mà có cái tiến độ cái số lượng ảnh mua quá nhiều nên ghép không có kịp không quý vị, nên ghép không có kịp. Nói chung là nó đa dạng hết luôn quý vị, đế sổ cây như thế nào đều có hết luôn. Bởi vậy mình muốn mong quý vị nào muốn mua loại vườn ảnh chia lại ha, cho nó thực tế hơn không quý vị.
bonsai tứ quý lớn nhỏ gì đều có hết luôn. Đó, còn riêng bên đây là những cây này là ghép rồi quý vị, từ tận tất cả các loại giống ha, hàng mi đi bonsai đều có hết luôn. Đó, những cái phôi này thân chậu này chưa ghép kịp luôn. Này nếu mà mình nói bây giờ cái vườn của anh Tỷ mà nói về so với miền Tây ha, giống như có những vườn nào mà cây tứ quý mà còn giờ hay chưa chắc gì có, chứ không vườn nào giống như vườn anh á, số lượng anh mua lớn nhỏ anh mua quá nhiều, cây đẹp xấu gì cũng có hết đó, chứ không phải là anh mua hàng xấu không, mà anh phải là mua hàng đẹp. Giống như mấy cái này nè, mình thấy ha, anh mua anh cũng chơi dạng đa dạng, để hàng tầm trung đều có hết luôn. Đi vậy mà mình hồi nãy mình ra ngoài mình kia đi vô khu trong đây nè, có cái hàng voi à. Khá nhiều quá vậy. Đây, đây mình vô, nhưng từ đó giờ mình đi mua mấy cái vườn ở miền Tây chưa có vườn nào mà số lượng mà tiêu thụ bằng ảnh á. Nói về tứ quý nha, hầu như cả miền Tây này, miền Nam hầu như là anh đều mua, tứ quý tỉnh nào anh cũng đều mua hết. Anh đang tiêu thụ, anh sở hữu số lượng khá nhiều. Rồi cái hàng phôi bên đây nè, đó, khá nhiều ha. Thì cái dãy này mình đi thẳng ra trước, nãy mình đi ha quý vị. Rồi thì ở đây có hai anh thợ anh đang ghép nè. Đây cũng chia ra khâu, nhưng cái vườn của anh làm theo cái quy trình của gì, làm nó theo cái thứ tự, cũng như là trồng người bên khâu trồng phôi rồi cắt ghép, rồi người bên xịt thuốc, người bên ghép, người bên vô nhôm các thứ luôn, đa dạng hết. Là bên đây cái khâu đây là mấy anh này anh thợ anh vô nhôm. Có gì nào mua cứ liên hệ với ảnh đi cho nó dễ. Câu này là bên đây là chuẩn bị là mấy anh em vô nhôm quý vị, tại ghép nó cũng già rồi mà vô nhôm còn không kịp nó quý vị thấy ha, như có mấy cây vô nhôm bẻ không kịp luôn. Cái hàng phôi nãy mình đi mấy trong, giờ mình đi ở mấy hành lang này, bên đây vẫn còn một bên thì ghép rồi, một bên thì hàng phôi. Vườn của anh thì mình cũng chia sẻ thiệt, chỉ sợ không có tiền thôi, chứ tôi nói gì tới quý cây như thế nào cái nên thế nào đều có hết luôn. Nhưng mà thì quý vị cũng hiểu vấn đề đó, tại vì anh cũng mua lại của anh em bán trên cộng đồng á, nên anh mua về là chủ yếu anh cũng để nuôi ghép. Và thí dụ nào quý vị muốn mua lại cái giá trị phôi thì anh vẫn bán có lời, thì anh vẫn bán quý vị. Đây, bên đây cái hàng phôi nè. Rất là nhiều. Hồi mấy video trước là mình quay á, là cái số lượng của ảnh hình như mình cũng nói là trên 1000 gốc, mà mình nghĩ bữa nay là nó khoảng 1500 gốc, có thể 2000 gốc cũng có nữa. Cái này giống như mấy cái clip trước mình biết, như mấy cái này nay 2 năm mà mình chưa có ghép kịp nè, mấy cái này nè, nó thật nay 2 năm 3 năm mà mình chưa ghép nè, tại vì cái số lượng quá nhiều nên cái thợ thì anh mướn 4-5 người một tháng thì cũng chi phí cũng khoảng mấy chục triệu rồi, mà có cái ghép xây dòng làm không có kịp, mà ảnh giá hợp lý thì anh vẫn mua, nhưng mà được thì anh cũng bán luôn. Tại vì mấy ảnh làm bên thương mại kinh tế của vậy,
nên cái đảo ảnh cũng tính toán được, có lời thì anh bán, chút đỉnh có lời chút đỉnh thì anh bán. Giờ thì mình quay lại cái khu hồi nãy nè, này giống như theo như mình của mình đó, mình chia ra từng khu A, khu B để cho quý vị dễ phân biệt. Đó. Giờ mình đi qua khu bên đây nữa, khu bên đây cái hàng phôi. Chậu anh mua nè. Chậu anh mua nè. Để về nó để về ảnh thì ảnh trồng ảnh nuôi lại nè, nó anh đầu tư rất là nhiều quý vị, vốn thì nói chung là bỏ ra bạc tỷ, nhưng mà tới chừng bán cũng lấy bạc cắt không quý vị, chứ quý vị như nó cái hàng voi nè anh bỏ nhiều khu lắm, hàng châu không.